Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Vô thượng thẩm thông với diệu pháp Bát Thiên Vạn Kiếp Nam Tam Ngộ Ngã Kim Kiến Văn Đắc Thọ Trì. Nguyện giải Như Lai Chân Thiệt Nghĩa. Hôm nay là ngày 21 tháng 6 năm 2020, cũng là ngày của cha ở nước Mỹ tổ chức ngày Father Day. Xin thành kính chúc mừng cho những Phật tử nào đang ăn mừng ngày của cha. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Và hôm nay là kỳ giảng thứ 20 Kinh Dược Sư Giảng Ký. Kính chào tất cả quý vị Phật tử đang nghe pháp online. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bây giờ mình giảng tiếp kỳ rồi. Thì kỳ vừa rồi mình giảng đến quyển thứ 10, tức là nói về quyển được giải thoát khỏi sự trói buộc. Là để thầy đọc lại quyển thứ 10 của Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai. Quyển lớn thứ 10, 2 chấm, ta nguyện đời sau khi chứng được Bồ Đề, nếu có những hữu tình phạm vào luật nước, bị trói buộc, đánh đập, xiềng xích, nơi lao ngục, hoặc bị xử hình là sự tử đó, hoặc bị vô số những tai nạn lăng nhục, buồn rầu, bức bách, thân tâm khổ sở, nếu nghe được danh hiệu của ta, nhờ sức oai thần phước đức của ta, hết thảy đều được thoát khỏi mọi ưu sầu khổ não. Thế là mình thấy rõ ràng là Đức Dược Sư là phải một cái người là đang làm một cái công tác xã hội vĩ đại, tức là lo tất cả những giai tầng trong cái xã hội, những người khổ não bức bách, những người tù tội, những người áp bức, những người bị oan uổng, giam cầm, đánh đập, bị khinh khi, bị chà đạp bởi vì giai cấp, bởi vì bất cứ lý do gì. Nên ngày lăn xả vào tất cả những cái nào mà chúng sinh đang khốn khổ, đau, bị đau buồn, bị bức bách. Thành ra cái người này là cái vị này là cái vị mà chuyên tâm về cái lo cho những chúng sinh hoàn toàn bất hạnh, thấy không? Còn vấn đề mà mai mốt về khỏi cái tỉnh Lưu Ly hay về Cực Lạc được hưởng lâu vàng địa ngọc thì đó chuyện nói sau. Bây giờ ta đang đói khát, khổ não bức bách. Giả sử về những người lao tù, những người đang bị lăn nhục khổ sở, cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc. Bây giờ thì biểu họ hoan niệm gì là Phật giảng sanh đi thì cái đó chuyện nó không tưởng. Chuyện nó không có thực tế, hoàn toàn không thực tế. Thành ra ở đây Ngài Dược Sư nói chuyện rất thực tế. Tại sao? Bởi cho nên lý do tại sao mà sau khi Đức Phật đã nói có môn tịnh độ A Di Đà rồi mà Ngài Văn Thù vẫn hỏi lại. Bởi vì Ngài Văn Thù thấy rằng được kinh cái pháp môn A Di Đà không có thực tế đối với những chúng sinh đời mạt pháp. Mặc dù những người bên tịnh độ tông họ có thể nói ngược lại, nhưng mà thật sự là nếu mà nói về thực tế để giải quyết vấn đề ngay hiện tại trước mắt thì pháp môn A Di Đà không làm được, không có làm được. Bởi vì Đức A Di Đà không có những cái nguyện đó. Trên Ngài chỉ nói sơ sài thôi. Tất cả những 48 nguyện là hình như 32 đó, 32 nguyện hay đến 36 nguyện là đều hứa hẹn là sau khi đã về cõi nước ta rồi đó thì sẽ được như vậy, được những cái mà quyền lợi như vậy, như vậy, như vậy. Nhưng mà giả sử chưa được thì Ngài cũng có một số nguyện phía sau, nhưng mà nó không có thực tế, nó không có rõ ràng bằng Ngài Dược Sư này. Còn những điều mà hậu thấy lạc thì giả sử quý vị muốn sau khi mạng chung mà muốn vãng sinh về cực lạc cực cũng được, mà muốn vãng sinh về cõi tịnh lưu ly cũng được, Ngài Dược Sư có đủ phương tiện. Mà khi quý vị về cực lạc hay là về Dược Sư đó là không có nói đến Đức Dược Sư tiếp dẫn vãng sanh, nhưng mà nó có 8 vị Đại Bồ Tát. Đại Bồ Tát chứ không phải là tiểu Bồ Tát, mà toàn những Bồ Tát nổi tiếng không.
Văn Thù Sư Lợi, Quan Thế Âm, Đại Thế Chí, Dược Vương, Dược Thượng, rồi nghĩa là Ngài Di Lặc, Ngài Vô Tận Ý. Và Ngài Bỏ Đàng Hoa thì thầy nhớ mang máng có một lần thầy đọc ở đâu đó thì có các nhà chú thích cho rằng Ngài Bỏ Đàng Hoa Bồ Tát đó chính là Ngài Khổ Hiền. Nhưng mà hiện giờ cũng thầy đánh lạc mất cái tư liệu đó, thành ra cũng chưa có kiểm kê lại được, hiểu không? Thì chứng tỏ rằng cái sự mà tiếp dẫn về cõi dược sư cũng là rất là long trọng. Và Ngài, nếu mình muốn vãng sanh về cõi Tịnh Lưu Ly thì Ngài dược sư lại càng mở vòng tay rộng lớn để đón mình về. Thành ra Thiện Thế Lạc, Hậu Thế Lạc đều có đủ. Và rõ ràng là trong kinh này nói rõ ràng là cõi Tịnh Lưu Ly của Đức Dược Sư hoàn toàn tương đồng với Đức, với cõi Cực Lạc Đức A Di Đà. Thành ra không có thể nói rằng, nếu mà nói như vậy rồi tức là chứng tỏ rằng không phải là cõi Cực Lạc là cõi thù thắng nhất trong pháp giới này, hiểu không? Bởi vì nếu mà nói vậy thì làm sao nói là Đức Dược Sư, cổ của Đức Dược Sư ngang bằng được. Thành ra nên mình phải nhìn công bằng, mình nói rằng cái pháp môn thầy mới vừa để một cái video lên cái Facebook đó, để khai thị về kinh Dược Sư. Thầy nói là pháp môn Dược Sư này trên phương diện thực tế thì Hiện Thế Lạc và Hậu Thế Lạc nó thù thắng hơn pháp môn của Cực Lạc thế giới A Di Đà Phật. Nhưng mà dĩ nhiên là cái gì cũng vậy, phải có duyên thì mới nghe nó mới vô, hay là có duyên thì mới tu tập cái pháp môn nó được. Thành ra có thể là chúng sinh nước Tàu cũng như ở Nhật Bổn, ở Việt Nam thì có duyên với nước A Di Đà. Chứ bên Đại Hàn hình như thầy nghĩ là họ thu thiền tông nhiều hơn là bên là tu Tịnh Độ, chứ có Nhật Bổn, Trung Hoa và Việt Nam thì Tịnh Độ tương đối mạnh thôi, hiểu không? Còn nếu mà quý vị qua các nước Nam Truyền thì nhiên là không, họ đâu có cầu ai biết A Di Đà là ai đâu, hiểu không? Thì bây giờ Ngài Dược Sư này lo lắng cho tất cả những cái chúng sinh mình đang bị đau khổ ở trong giai tầng nào, ở trong chỗ nào mà thể mà có khổ đau là Ngài tới. Cho nên mình thấy đây là cái một cái gì, đây là một người xông vào trong những cái chỗ khổ đau, sắn tay áo lên để mình làm cày sâu cuốc bỏng như mình, cẳng thà cẳng bước vào để làm những cái công tác lao động như mình, lội xuống sình làm tất cả những gì mình đang làm để mình làm bạn đồng hành với mình, để mình đưa mình ra khỏi cái sự bùng đầy nước động này. Đó là tinh thần nó vĩ đại, chứ phải ngồi tốt trên cận đâu xa rồi mới là nếu mình ấy thì mới bắt tay về để dùng vậy. Thì cái đó chưa phải là hành động thực tế của cái Phật pháp đại thừa rồi. Rồi bây giờ nguyện thứ 11, bây giờ đến đây là sợ đây để quan tâm đến những người đó. Nguyện lớn thứ 11, ta nguyện đời sau khi chứng được Bồ Đề, nếu có những hữu tình phải chịu khổ sở vì bị đói khát, vì cầu được miếng ăn mà phải tạo các nghiệp dữ, đó là điều rất là thông thường, không? Phải giết, phải sát, phải đi câu, rồi đi bẫy, đi ấy, thì toàn là giết, toàn là phạm giới sát, không như gì nữa, phải không? Thế là lường cân, tráo đấu này nọ. Miễn sao mà bụng mình được no, rồi gia đình mình được no là đủ rồi, họ không nghĩ gì đến nhân quả. Thành ra cha mẹ mình trong kinh có nói, có tạo nghiệp dữ mà đọa ác đạo, đọa địa ngục, là quỷ xuất sinh là cũng vì mình thôi. Kiền bông tưởng như con được đầy đủ, no đủ. Thành ra bây giờ là thấy trong cái thời đại này mà thiên hạ không có nghĩ đến chữ hiếu thì nó cũng hơi, nó đi hoặc là đi con đường khác, hiểu không? Bây giờ, vì cầu được miếng ăn mà phải tạo các nghiệp dữ, nếu nghe được danh hiệu ta mà hết lòng tưởng niệm, những mà người đang bị cái đó khác gì gọi là tạo nghiệp dữ này nè, thì sao? Trước tiên ta sẽ dùng các món ăn ngon nhất để họ ăn uống no đủ,
rồi sau mới đem chánh pháp mà giáo hóa khiến cho họ được an vui rốt ráo. Tức là đói khát, đói thì cho ăn, khát cho uống cho họ đầy đủ, mà không những ăn thức ăn mà thường thường không phải vậy, mà những món nào ngon nhất, thượng diệu mỹ thực, tức là những món ăn đó là thượng hạng không à. Thế đó bây giờ mới làm cái gì vậy, nó mà sang chứ, phải không? Chứ nếu mà cho mình vô thấy đói bụng cho chén cơm nguội với chén nước tương chứ hả, hay chén miếng tàu hủ kho, thì cái đó đâu có kêu là gì quý báu đâu, phải không? Mặc dù đói thiệt rất là cảm ơn, nhưng mà mình nhiều khi mình nhìn mình cũng không muốn ăn nữa, ví dụ vậy. Bây giờ ngài không những cho ăn mà cho ăn ngon nữa, chúng ta là hiện nay việc sư này rất là điệu, rất là điệu. Mình cho là một nhân vật rất là sang trọng, mới là rộng rãi. Rồi ăn xong rồi đó, khi no đủ rồi, tai bắt đầu nó nghe thính rồi, mắt bắt đầu nó tỏ rồi, thì các căn bắt đầu nó thông lợi rồi, đầu óc sáng suốt rồi, thì bắt đầu mới giảng chánh pháp cho nghe. Để chi? Để cho mình đi. Nếu mình chỉ cho ăn không á, mà không giảng chánh pháp thì ngày mai mình đói bụng nữa, rồi phải đem cơm đến cho họ nữa, hiểu không? Thành ra bây giờ phải dẫn dắt họ lên. Bây giờ để thầy giảng cái lời giảng của ngài Ứng Thượng, rồi mình sẽ bổ túc thêm ý kiến. Nguyện lớn thứ 11 nói chấm, trong tương lai lúc ta thành Phật, đó là Đức Dược Sư đó, nếu có những hữu tình sinh sống khó khăn mà phải chịu sự đói khát bức bách khổ não, vì muốn duy trì sự sống mà phải dùng mọi thủ đoạn, nghe không? Tùng phương pháp như là bất kể là thiện ác gì hết, thủ đoạn, nghe có vẻ như là không được lương thiện, thủ đoạn tìm cầu thức ăn uống đến nỗi gây tạo nhiều nghiệp ác nặng nề. Thì là sự nhiều khi mình gây ác mình không biết, là thấy gì những người đi săn bắn nha hạn, những người đi chạy cá nha hạn, hay những người đi buôn bán cá rồi phải đập đầu cá hay là lóc cắt vẫy cắt gì đó, làm đủ đồ. Mình bây giờ mình học Phật rồi, hồi xưa mình ngoài đời mình đâu có biết, mình thấy nó thường, bởi vì mình đâu biết quý sinh mạng người khác của các chúng sinh khác đâu. Nhưng mà sau khi mình học Phật thì mình thấy mới là bi thương, thấy không? Thế nên đôi khi thầy nói vấn đề mà các Phật tử đại thừa thì đôi khi mình nghe pháp rồi mình hiểu rồi, mình quán phải tập quán sát mới được, để mình khởi lòng bi, để mình tập ăn chay. Nếu mình chưa ăn, chưa ăn nhiều được thì ăn tháng ít nhất 1-2 ngày để tăng từ từ lớn. Mình cứ quán sát đồ ăn, nó chỉ là đồ ăn thì cũng không có gì, rồi từ từ nó hơi quen à, chứ cái gì cũng vậy, thấy không? Thành ra mình thầy thì chứ mình còn thèm thịt là bây giờ thói quen, thói quen cái craving, tức là cái tự mà đòi hỏi của cái bản ngã mình, nó thích những cái gì nó thích mà mình chiều nó thì nó cứ như vậy hoài, hiểu không? Thành ra đôi khi mình dùng cái tâm từ bi mình quan sát, rồi mình dùng lý luận mình phá vỡ những cái lập luận sai lầm của cái bản ngã mình, hiểu không? Nếu không mình cứ nô lệ cho nó hoài thì mình sẽ bị nó kìm kẹp mình hoài cả một cái cuộc đời, cho đến đời sau cũng tiếp tục làm nô lệ cho cái bản ngã của mình. Trên đời này thức ăn uống không phải là có sẵn, hễ cầu là đến ngay trước mắt. Thành ra bởi vì cho nên cái gì cũng vậy, trên cái địa cầu này là không thể nào được. Giả sử mình nói có tiền mua đồ ăn làm sẵn thì dĩ nhiên có tiền, thì bây giờ cũng có tiền thì phải đi làm, thế cũng phải bỏ công lao ra, cũng phải bỏ sức lực để mới kiếm được đồng tiền chứ. Thành ra rốt cuộc cũng phải nhiều khi, ví dụ mình có phước thì mình làm những nghề nhàn nhã, công ít mà tiền nhiều, nhưng mà mình không nghĩ đến những người lao động, họ cả ngày hồ quần vợ, họ kiếm được tiền ăn còn nhiều khi còn chưa đủ ngày ăn cho vợ con họ như sao. Thành ra mình đứng ở cái trường, nếu mình đứng ở cái gia vị hay những cái địa vị may mắn thì mình phải quán sát mới được, chứ còn khó không mình dùng cái quan niệm mình mà mình bình giá, mình
lên án người khác thôi, mình chỉ trích người khác này nọ thì không nên, hiểu không? Sống phải thông cảm mới được. Đó là rồi, tức là hễ không, cái này không phải có sẵn, hễ cầu đến trên trước mắt người ta mới là tưởng tượng ra, mới là muốn cầu đến một cái thế giới đó là sung sướng, hay là muốn ăn nghĩ thức ăn nó hiện ra trong bình bát, rồi trong đó có những thức ăn đó là ngon lành này nọ, ăn xong rồi nó là bình bát tự biến đi, rồi không cần phải rửa ráy, thấy thì không thích gì. Nhưng dầm như mình đến nỗi mình lười biếng dữ vậy, ăn xong cái bình bát mình không chưa rửa nữa, nghĩa là sao? Nếu mà chúng mình nhớ vậy là mình tập cho đứa con mình, nếu giả sử mình nó ăn nó không thèm rửa bát, nó để đó rồi có người khác dọn dùm cho nó, thì đứa con nó trở thành cái gì, hiểu không? Nhưng mà người ta thích vậy, thấy gì cũng tiện lợi, dễ dàng ăn uống rồi xong, không ai không cần phải nấu nướng, ăn xong rồi bắt đầu đi bộ kinh hành thì nó nhàn nhã thích dễ. Nhưng mà thiệt sự nếu mà thầy nghĩ, nếu mà giả sử bây giờ trên cái cổ đất này của mình đi, mà mình thấy như vậy đi, boring vô cùng, nó sẽ rất là buồn tẻ vô cùng, nó không có sinh khí gì hết. Con người sống như bây giờ mình trong con đường của mình, là mình đã phát tâm Bồ Tát, là mình thấy mình phải làm một công hạnh để mình đoàn đỡ cho người khác, mà muốn viễn cảnh xa xôi, chỉ muốn an nhàn hưởng thụ, cái thầy thấy nó ru ngủ nhiều quá, nó không thực tế. Rồi bây giờ sao? Cần phải có tri thức, tức là mình thường thường nói trí thức. Tri thức tức là tri là biết, thức là hiểu rõ. Có tài năng thì mới có thể dùng trí lực, tức là sức mạnh của cái trí tuệ đó. Rồi sức lực tức là dùng cái sức mạnh của cái thân thể để mà đổi lấy. Nếu như không có tài năng, không có vốn liếng, thì từ nơi nào mà có thể tìm được những thứ như thực phẩm vân vân để tiêu dùng này, đúng không? Có gì không phải đột có sự đổ chát, muốn có thì phải làm. Mà người có tài cao, người có cái sức mạnh này nọ thì họ tìm được những cái món ăn ngon như thế, là do đời trước họ bố thí nhiều, bây giờ họ tự nhiên họ làm ít mà họ được hưởng thụ nhiều, là bởi vì họ trước họ bố thí nhiều. Bởi vì cuộc sống nếu không đi trộm cắp thì là cướp đọa, hoặc là lừa dối, hoặc là đe dọa. Trộm cắp là lén lén, còn cướp đọa là công khai, nghe không? Cầm súng xông vô, ví dụ là cướp. Còn tối mình đợi ta đi ngủ, hay là đợi ta bắn nhà, hay là đợi ta không để ý được, nên là lén lén chụp chạy mất, thì cái đó là trộm cắp, cái đó là lén. Còn cướp là công khai, ngay trước mặt ta xông vô, dùng sức mạnh, dùng sự uy hiếp này nọ vân vân. Thế nhưng những sự việc này tạo thành sự động loạn bất an trong xã hội chắc chắn không phải điều lành. Dĩ nhiên là nếu mà ai cũng nghĩ chuyện đó không thì sao? Thành ra đôi khi có thể thầy là người may mắn thì cũng đặt vấn đề, có những chúng sinh họ không chịu làm việc thiện, ngộ vậy, ngộ thế, họ đợi người khác làm xong rồi đến là cướp. Hồi xưa mình ví dụ như cầm dao, cầm búa hay là cầm súng xong vô ngân hàng, bây giờ cái đó lẩu thợ rồi, cũng có người làm nhưng mà ít lắm. Ở nước Mỹ giờ ít người làm chuyện đó, chỉ như còn những người còn là nó câu bồ dân, nên là cái là khùng điên không biết sợ gì đó thì nó mới làm vậy, chứ còn bây giờ đâu có cần phải làm gì cực khổ, ngồi trên computer phá cốt trị đi thẳng vào nhà lâm lấy 5-10 triệu cách nhanh chóng dễ dàng, không cần phải cầm cây súng hay cái gì, dùng cái đầu óc. Hồi xưa là dùng sức lực, bây giờ dùng đầu óc. Nếu ta nghĩ ủa như vậy rồi mấy người này tại sao họ không chịu đi làm bằng công nhiên, rõ dùng cái tài năng của họ đổi lấy miếng ăn cách lương thiện, họ phải làm này. Thì bây giờ có những chúng sinh mình nghĩ bất khả tư nghị, tại sao mình không nghĩ là người ta đừng cái đau khổ của người bị mất tiền hay là cái gì thì không? Rồi không nghĩ đến nhân quả là ngày mai cái này đâu phải là tự nhiên mà có cho mình, ngày mai mình bị pháp luật truy tố hay là
đôi khi sau rồi còn bị cái đọa vô cái những cái ác đạo cũng đang chờ mình đằng trước. Thành ra có người mình sống vô minh, mình chỉ thấy cái lợi trước mắt mà mình quên cái hại sau lưng. Thành ra trong cái thành ngữ của nó chỉ thấy cái lợi trước mắt mà quên cái hại sau lưng. Thường thường mình là dễ rất là thiển cận, rất là nông cạn. Do đây có thể biết rằng tạo ác có hai loại, hai chấm. Một là do phiền não trong tâm sâu nặng, hai là do hoàn cảnh bó buộc bất đắc dĩ phải làm như vậy. Tức là hai cái động cơ là phiền não nó thúc đẩy mình, thấy không? Hoặc người ta tâm tham quá, thấy người ta có rồi tự nhiên muốn có, không phải tìm cách cướp giật cái gì đó. Còn một loại là bất đắc dĩ, thí dụ như năm mới bị nói đói quá, con vợ ốm, con đau rồi sao đó, gia cảnh hay là bây giờ mà bây giờ nghĩa là bị thất nghiệp rồi bị nó là đến đâu là muốn làm lương thiện cũng không được. Ví dụ vậy, đôi khi cái nghiệp của mình nó những cái hoàn cảnh nó bắt buộc mình phải làm những điều mình không muốn, thấy không? Thành ra mình đôi khi mình cũng hay có những cái trường hợp mình thấy là người ta làm nhưng người ta thật sự người ta không muốn làm gì đó. Nếu như do phiền não sai khiến mà tạo ác nghiệp thì cần phải từ phương diện tư tưởng vân vân mà giải quyết. Còn nếu do vì nghèo túng, không có thức ăn uống, không có quần áo mặc thì phải từ phương diện kinh tế mà giải quyết. Tức là hai cái, về phương diện tư tưởng, nếu mà người đó do phiền não thì phải chỉ họ và nhân quả, và nói là phân tích cho họ nghe là những cái điều này không được, hay là sao sao, hay là nó phi đạo đức, đánh thức cái lương tâm của họ lên. Nếu mà họ hiểu được thì họ cải đổi. Còn nếu mà giả sử như bây giờ họ đói quá, mình nói đạo đức hay mình giảng kinh Phật rồi, con nhân quả, nhân quả thì nhân quả, nhưng bây giờ vợ cô tôi đau, con tôi đói thì tôi phải sao bây giờ? Thì lúc đó làm sao? Không có thể nào nói, không có thể đem bánh vẽ cho ta được, không thể nào niệm Phật đi con, hay là cái gì đi cầu nguyện đi con, mấy nói chuyện đó. Bởi vì cho nên đạo Phật mình đi dọc con đường nó mất cái tính chất thực tế thực tiễn của một tôn giáo, mà cái là từ lấy từ bi làm căn bản, chỉ biết cầu nguyện thôi, cầu an hay là cầu siêu hay cái gì, toàn là hình thức không à. Cho nên những cái niềm hy vọng cái là nó là chỉ là hy vọng mà không có trở thành thực tế thì cái đó là cũng không phải là hứa hẹn, mà không có thấy cái gì thực hiện trước mặt được thì cái đó cũng là một cái, nếu mà nó không nói là thì nó là lừa dối thì thế gian, lừa dối chúng sinh. Bởi vì đạo Phật phải đi vào đại Phật đại thừa là thầy nhắc nhiều lần phải là một cái đạo nhập thế, mà mình cứ quen hình thức phải tụng kinh niệm Phật như là tu hành, còn phải một cái ông thầy bưng từng cái thùng mì đem đến làng xóm đang bố thí cho những người đang khó đói, đang khổ, nói những lời vuốt ve an ủi cho người ta đỡ khổ, nên đỡ đau, thì đó không phải tu. Mình không biết là bởi vì cho nên cái người mình Việt Nam mình cũng như người tàu của quan điểm tu là cái gì thì không hiểu được. Tại sao không thấy một cái người đã đang tu một bố thí ba la mật, người ta đang tu nhẫn nhục ba la mật, người ta đang tinh tiến ba la mật, người ta đang tu thiền định ba la mật, người ta đang tu bát nhã ba la mật, mà người ta tu tứ nhiếp pháp, ái ngữ nhiếp, bố thí nhiếp, lợi hành nhiếp, đồng sự nhiếp. Bởi vì cái quan niệm hẹp hòi về sự tu hành biến thành cái đạo Phật trở thành thụ động, trở thành tiêu cực, trở thành yếm thế. Đúng là bởi vì cho nên ta nói đúng, chán đời. Nhưng mà đạo Phật nó phải chán đời, nó Đức Phật nói đời là khổ, nó phải là nói đời là khổ rồi ngồi đó rồi bi rồi khóc lóc rồi bi thương đó. Đời là khổ là phải xông vào cứu khổ chứ. Mình có nhìn cái mặt tích cực của đạo Phật chứ. Tại sao mình tối ngày mình có nhìn mặt đi bi quan, rồi mình tối ngày phải đi trốn đời, hay là mình phải đi tìm cách đi? Như hồi xưa cách đây thì 4-3 mấy năm thì mình đi qua Đài Loan để cầu chết. Bởi vì lúc đó không có biết gì hết, thì nghĩ là có Đức A Di Đà chờ sẵn rồi, giờ cứ Nam Mô Di Đà Phật đi mau đi về cực lạc. Bây giờ nghĩ lại không biết làm để làm cái gì. Lúc đó thì mới hơn 30 tuổi. Mình bây giờ mình nghĩ mà thấy lạ luôn. Lúc đó chưa ai nói những đề Bồ Tát Hạnh, Bồ Tát Đạo cho thầy biết.
Thành ra mình phải giải quyết từ nhiều cái phương diện. Đạo Phật là đạo rất là thực tế. Thật sự, nếu mà nói thật sự, đạo Phật là đạo thực tế còn hơn là những cái thần giáo. Người Thiên Chúa họ rất là tham gia tích cực vào hoạt động xã hội. Mà họ không, mình không biết rằng đạo Phật mình đối với sự vấn đề xã hội của Đức Phật rất là quan tâm. Trong những cái kinh, ngay các kinh mà bên Nam, bên mà của Thượng Tọa Bộ, tức là bên Tiểu Thừa, Đức Phật cũng có nhiều cái kinh để dặn những người cư sĩ phải như thế nào, tu phải làm như thế nào trong gia đình. Trong kinh Bồ Tát Tại Gia, Đức Phật dạy cho người chồng có những bổn phận nào đối với người vợ, người vợ có nên phải làm như thế nào đối với người chồng, có một phần Đức Phật dạy rất là rõ ràng. Cho người tại gia làm thế nào để bố thí, dù mình không có tài sản, làm thế nào để mình bố thí, mình tu công đức. Mình không chịu tu, mình không chịu đọc, rồi mình cứ Nam Mô Di Đà Phật, rồi mình cái là trốn vô đó, rồi đâu đó, rồi mình cứ cái là mình cầu gấp gấp đi chỗ khác. Rồi cho đó là đạo Phật. Nó chỉ nhìn một góc thôi, mà thì cho là đó là toàn thể đạo Phật, rồi còn hơi lớn tiếng còn cho đây là cái pháp môn này, là pháp môn độc nhất của đời, là pháp này nọ. Làm như tất cả những người tu pháp môn khác đều bị đọa lạc, cái đều phải là bị nghĩa là bị nghĩa là như thế nào, chỉ có ta đây, có một mình ta mà được giải thoát, mà được cao siêu nhất. Rồi đức dược, đức Như Lai dược sư lúc tu tập nhân địa đã phát nguyện lớn này, tức là từ phương diện kinh tế mà giải quyết vấn đề. Thế nên Đức Phật không nói là con đói ha, con đi cầu nguyện đi ha, hay là con nghe là chấp tay con vô con ngồi thiền nha. Đức Phật đó có nói đó. Đức Phật nói là ta sẽ làm được cho họ, đem cơm cho họ ăn, đem áo cho họ mặc. Mà Đức Dược Sư đó là ai? Trước tiên Đức Dược Sư đó phải là mình cái đó. Khi mình học những cái này đó, không phải mình ngồi đó mình đợi Đức Dược Sư đó khác, mình có đón đó khác không? Mình không. Mình đâu có nghèo túng đến nỗi mình làm nhiệm dữ này đâu, phải không? Mình đang ngồi đứng đây thoải mái nghe kinh điển, mình đang coi Facebook này nọ, mình có computer ngon lành đây nữa. Rồi mình có xe xịn ngoài kia, rồi mình có quần áo đẹp mình mặc. Vậy là mình đâu phải những cái người đối tượng của cái này đâu. Thì tức là sao? Vì mình đọc những cái chuyện này là cái gì? Mình đã mình đọc cho vui sao? Tức là mình chính là Đức Dược Sư đang phát ra nguyện này. Và mình sẽ thành làm những cái nguyện này giống như Đức Dược Sư như vậy. Tức là học hạnh nguyện của Đức Dược Sư, nhưng mà tu như Đức Dược Sư. Chứ không phải đợi đến đó đến mà trở thành những nạn nhân trong đây bị đói khát khổ sở, mình làm việc ác. Để chờ Đức Dược Sư tới đưa cho mình cơm, mình ăn, áo mình mặc. Mà mình phát nguyện là nếu có những chúng sinh đói khổ đau đớn mà đói khát mà phải như vậy đó, con sẽ đem thức ăn đến cho họ, con sẽ đem quần áo đến cho vân vân và vân vân. Và học cái tập tinh thần đó là tinh thần thực tế. Đức Phật làm gương để cho mình học hỏi, mình làm theo như Ngài. Mà mình có làm theo Phật thì mình mới thành Phật được. Chứ phải đọc kinh, thầy thấy toàn là pháp mở, pháp hộ dự sư, rồi tụng kinh 48, 49 lần, thắp 49 ngọn đèn, rồi gì đó này nọ. Rồi xong rồi về thôi, thôi rồi đâu, nào đó, không biết gì hết. Mình mong là Đức Dược Sư nó lại đến đem mình bình an này nọ. Thế là chàng đó cầu nguyện thắng lối thần quyền, là mình chứ ý y cái người khác đến đem những cái gì mình mong muốn. Mà mình không biết là mình phải muốn trước, khi mình muốn có những đó là mình phải cho trước cái đã. Mình cho rồi mình sẽ nhận, còn mình không cho mình không bao nhận được. Có môn tịnh độ A Di Đà cũng vậy. Muốn được một quả ba thành quả lớn lao là được về cái cõi nước trang nghiêm thanh tịnh, hưởng bao nhiêu sự phước đã, là mình phải tạo gieo cái nhân trước. Nam Mô Di Đà Phật không đủ, là bởi vì tâm lực mình không đủ, cái tâm của mình không đủ mạnh để mình chuyển cái câu A Di Đà thành quả tăng nghiêm thượng độ, thì mình cứ dùng những công hạnh khác. Thầy đã nhắc lại nhiều lần rồi, bây giờ tại sao vẫn còn tiếp tục cái Nam Mô Di Đà Phật để mà cầu được, nghĩa là được cái phước báo lớn lao rồi nó đủ, thế là có gì cũng nói Đức A Di Đà bổn nguyện A Di Đà, bổn nguyện A Di Đà, bổn nguyện A Di Đà, ngồi đó rồi đáp nhép đó, rồi nghĩa là cứ nghĩ là A Di Đà sẽ đến với mình. Rồi khi chết nhắm mắt ai biết mình đi đâu,
Rồi cũng tưởng tượng giống như người bên thần giáo không đó, họ khi họ chết cái họ tưởng tượng thì thấy họ tưởng tượng nên là mình sẽ lên thiên đàng với Chúa chẳng hạn. Rồi họ vẽ, họ vẽ là đi lên cái có cái cổng vô trên đó là cái có mấy ông có cái cánh rồi chờ đó mình, trong khi thấy vẽ hình những người đang ngồi đứng nó vui vẻ nhộn nhẹt với nhau hay toàn tưởng tượng không à. Thì nếu mình tu Pháp Môn A Di Đà theo kiểu đó thì cũng là mình tưởng tượng mà thôi à. Không có đủ thiện căn phước đức nhân duyên mà cứ đòi hưởng thụ cho nó thật nhiều thì cái chuyện đó là chuyện phi lý, đi ngược nhân quả nhà Phật. Thành ra khi mình học nguyện Đức Dược Sư, tức là mình phải làm như Đức Dược Sư. Bây giờ mình chưa phải, mình không phải là những nạn nhân trong đây, mình đối tượng như Đức Dược Sư. Tức là bây giờ mình chính là Đức Dược Sư phát những nguyện này, thì mình phải làm như Đức Dược Sư. Chứ nhớ thì mình không phải là những người này, mình bây giờ mình không nên mình đóng vai nạn nhân, mình gặp Đức Dược Sư đó. Thành ra phải hiểu, không hiểu như vậy. Tức là Đức Dược Sư từ phương diện kinh tế mà giải quyết vấn đề, cho nên nói không ạ, tất cả chúng sinh nghèo đói lạnh lẽo, không thức ăn uống, không quần áo mặc, nếu như nghe được danh hiệu của ta, y theo lời chỉ dạy của ta, chuyên tâm nhớ nghĩ, tính thọ phụng trì, tức là theo lời chỉ dạy của ta là gì? Tu công hạnh Bồ Tát, tu lục độ, tu tứ nhiếp, tu bát thánh đạo, tu tứ niệm xứ, quán tứ đế, quán thập nhị nhân duyên. Đó là tu Phật Pháp là vậy. Nhưng mà nói đại thừa là tu lục độ gia hạnh, không có tu, không có tu bát chánh đạo, không tu tứ tứ niệm xứ, không có tu quán sát tứ đế. Cái đó chỉ nói chuyện nghe dư thừa. Đã nói pháp môn vô lượng thể nguyện học là cái gì? Không lẽ tứ quán sát tứ đế không phải là pháp môn? Không lẽ là bát thánh đạo không phải pháp môn? Không lẽ học vị nhân duyên không phải pháp môn? Không lẽ 37 phẩm trợ đạo pháp không phải pháp môn sao? Là cái gì? Ủa, pháp môn của Phật vậy mà. Thành ra cái pháp môn tu tập của đại thừa nó bao trùm tất cả pháp môn của bên Thanh Văn thừa. Nhưng có điều khác biệt là mình không phát tâm cầu Niết Bàn, vào Niết Bàn một mình an lạc hưởng thụ mà thôi. Chứ còn tất cả công hạnh của các ngài Thanh Văn mình đều học hết, mình đều tu hết. Tu với cái tâm trạng Bồ Tát, tu với chí nguyện. Thì nó nói đừng nói là tu chỉ có bên Thanh Văn nói là tu pháp thánh đạo của mình không tu. Không là không có chánh kiến, là không có chánh tư duy, không chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mệnh, chánh tinh tiến, chánh định, chánh niệm, chánh định, không lẽ không có đó, mình là tòa, mình không lẽ mình không tu mấy cái chánh đó mình tu tà hết sao? Thành ra cái quan niệm tu hành mình phải mở rộng ra, mình phải biết rằng cái tu tất cả pháp môn, tức là tất cả những điều của Phật vậy là phải tu hết. Mà phải tu cả bên ở ngoài thế gian đó, thứ tư là tu ngũ minh. Thành ra nghe lời chỉ dạy của ta, tính thọ phụng trì, tức là phải làm. Mà thứ Phật nào dạy của mình vậy là sao vậy? Lời dạy chỉ dạy của ta là gì? Chỉ niệm Phật thôi ha. Thầy không có nghe điều đó bây giờ. Hiểu không? Mấy tổ hoặc là mấy cái vị pháp sư giảng riết rồi làm cho pháp môn Tịnh Độ A Di Đà biến thành nó không còn tinh thần của đại thừa nữa. Chúng nghe nó ào niệm Phật rồi nghe nó bỏ hết rồi, nghe là con không cần quan tâm gì, gia đình con nó khóc gì đó, cháu la thì kệ nó, mô Phật ngồi đó là mình niệm đi kệ nó, còn tụi nó đánh đập nhau hay tụi nó la hét nhau chuyện người thế gian. Thầy nói mấy người này nói chuyện gì đâu, cà rơ. Rồi cái nền, cái mình, cái ngay cái nền an vui của gia đình mình không quan tâm, mình không quan tâm đến chúng sinh sao? Nhiều người không, nghĩa là coi thường cái tình thương của những người thân thuộc của mình, nói là tu độ chúng sinh. Ở người thương, người thân của mình không thương, rồi mình thương chúng sinh là thương cái gì? Chúng sinh nào? Chỉ chúng sanh thôi.
toàn là trụ tưởng không, toàn nó màu vọng tưởng không. Nhưng mình từ cái thực tế mình đi ra chứ, mình phải phát triển tình thương mình từ những cái gần đến cái xa chứ. Người ở gần mình còn không thương được, mình nói mình thương người xa, người thương nào. Người thân mình không thương, mình đâu thương kẻ thù mình, làm sao thương được. Rồi, chuyên tâm nhớ nghĩ tính hộ phụng trì thì ta trước tiên sẽ dùng các món ngon nhất để cho ảnh uống no đủ, sau đó tiến thêm một bước và đem chánh pháp vô thượng của chư Phật giáo hóa, khiến cho họ được an trụ trong sự an lạc rốt ráo của giải thoát. Nếu cái người mà đang ở trong cái bức bách này mà nghe được lời của Đức Dược Sư mà phải, bây giờ mình nói cái này, bây giờ họ đang bức bách vậy, mình nói họ còn phải nghe danh hiệu Dược Sư tính thọ phụng trì gì nọ, thì cái nó xa xăm quá rồi, mình sao mà họ có tiền đâu, lúc đó tinh thật đâu mà họ nghĩ cái đó. Thì tức là bây giờ mình phải làm cho họ trước, tức là mình đại diện Đức Dược Sư, mình làm cho họ ngay trước mắt cái đó. Mình sống trong tinh thần Dược Sư, tức là mình đã Đức Dược Sư vậy đó. Bây giờ như mình họ Bồ Tát giới, tức là mình đã là Bồ Tát rồi. Rồi bây giờ mình học được pháp môn Dược Sư này, rồi mình thực hành pháp môn Dược Sư này, tức là mình đại diện cho Phật Dược Sư mình làm. Mình đang tu họ công hạnh Dược Sư, tức là người đó họ thấy mình cũng như thấy Đức Dược Sư mà thôi. Đức Dược Sư thiệt chưa tới, thì Đức đại diện Đức Dược Sư đã tới cũng giống như Phật thôi. Mình là sứ thần của Đức Dược Sư. Thế nên mình học, nếu mình nói theo kiểu mà cái cầu nguyện để Đức Dược Sư thiệt tới đó, thì những người này đang đổ đối khác làm sao mà tưởng niệm này, làm sao mà này nọ này nữa. Thế nên cũng là không tưởng, thì nếu mình hiểu thành đối đó. Thế nên cái người mà học cái pháp môn này tính chính là đang phát nguyện này và đang làm những công hạnh Dược Sư này. Cũng như Phật, ông vua chưa có đến, nhưng mà ông gửi sứ giả ông đến trước, đại diện cho ông thi hành cái chính sách của ông trước rồi đã. Rồi ông sẽ đến sau. Lúc đó nếu cái người mà đó họ đã được đỡ đối kháng rồi, họ đỡ lạnh lẽo rồi, họ bây giờ tinh thần họ cái phấn chấn lại rồi, thì lúc đó họ nộp đối với niềm tin Đức Dược Sư, họ sẽ tăng trưởng tinh tiến và họ cố gắng dụng công, thì lúc đó Đức Dược Sư đến. Thấy không? Thì mình phải hiểu như vậy thì cái này nó mới nó sống trong tinh thần Dược Sư được. Còn nếu mình nói chỉ cầu à Nam Mô Dược Sư, Nam Mô Dược Sư, thì Đức Phật Dược Sư tới liền, ví dụ, thì cái đó chuyện nó cũng thành huyễn tưởng mà thôi. Đói bụng làm sao niệm được, đang đói khát, đang khổ sở gì, đang bị cái là bức bách này, làm sao mà có thể mà chuyên tâm theo y giáo phụng hành được. Thành ra mình hiểu rằng mình là tính là khi mình học hiểu được cái pháp môn Dược Sư này thì mình dính là đại diện Đức Dược Sư. Chứ phải tổ chức pháp hội 5-7 ngày rồi mình thắp bao nhiêu ngọn đèn rồi làm gì nọ. Cái đó chỉ tăng tính tâm cho những người mà phải bắt đầu phải hướng dẫn họ, các vị đến đây tu các pháp môn Dược Sư này không phải để cầu nguyện cho mình, mà chính là phải tu tập những công hạnh của Đức Dược Sư, tức là tu 12 nguyện này. Thế là Phật thực tế trở thành thực tế là từ mình mà trở thành thực tế. Chứ không phải Đức Dược Sư từ cái cõi 10 căn già xa cổ Phật đến đây rồi mới làm thực tế cho mình. Vì có người đợi cả ngày cũng không thấy Đức Dược Sư thiện đến. Nếu quý vị không chịu tu tập, giống như không được thực hành tinh thần Dược Sư, thì Đức Dược Sư vĩnh viễn sẽ không bao giờ đến cõi Ta Bà này. Mình đấy, mình đã có tưởng tượng cũng như là thần thánh, tưởng tượng chú bố, tưởng tượng vị thần nào đến ban bố phép lành này nọ, thì thầy đạo Phật nó biến thành thần quyền trở lại. Nó còn là cái tinh thần từ bi của đạo Phật, mà nó còn cái phát huy được cái trí tuệ của đạo Phật. Rồi, tức là sau khi cho ăn uống no đủ thì tiến thêm một bước là đem chánh pháp vô thượng của chư Phật mà giáo hóa, khiến cho chúng sinh, khiến cho họ được an trụ trong sự an lạc rốt ráo của sự giải thoát. Tức là đi từ từ. Thành ra trong cái kinh Pháp Hoa đó, tiên dĩ dục câu khiêm hậu linh nhập Phật đạo, tức là trước tiên đem những cái gì họ muốn, dục tức là cái sự gì họ ham muốn, đem ra trước, câu khiêm tức là kéo họ, làm cái mồ nhữ kéo họ vô đạo.
rồi hậu linh nhập Phật đạo, thì sau đó thì từ đó mà đưa vào hộ Phật pháp, chứ không phải đem lợi đến. Mấy thầy mấy cô đem đến lâu lâu đem thùng mì đến rồi đem cái vài ngàn bạc gì đó cứu tế, thì cái đó cũng cũng trở thành ngoài công mà thôi. Bởi vì ngày mai họ đấu nữa, họ cần nhiều thùng mì nữa là sao học mì đâu chứ đem, họ đem ngoài được. Thì nói cái hộ mà cứu đói của ông Maha Bồ Đề rất là thực tế, hôm nay thầy nói rồi đó, đây là cái Buddhist World Relief. Relief tức là làm cho bớt khổ, làm vơi nỗi khổ, relief là cứu tế đó. Thì họ không những họ bố thí thức ăn, nhưng mà họ đồng thời họ đem hạt giống tới, rồi họ dạy cho những người đồng dùng đó phương pháp canh nông, phương pháp nào mà trồng trọt cho nó đạt được kết quả vừa nhanh chóng mà thu hoạch được nhiều. Thì để cho những người đó họ bắt đầu tự lập thánh sinh. Rồi họ, khi họ đứng trên chân của họ rồi, họ biết cách họ sẽ không đói nữa, rồi đi kiếm một nhóm khác mình làm tiếp. Chứ còn nếu ngày nào cũng cứ từng từng nào tháng hai tháng đem về thùng mì, đem về thùng mì thì đem biết bây giờ bao nhiêu thùng mì cho đủ. Rồi họ ngước ngò họ chờ thùng mì của mình. Thấy không? Rồi kia sau giả sử mình đem có nửa thùng mì thì họ bắt đầu họ ngò thấy phiền với mình. Họ bắt đầu cằn nhằn, họ còn ngổ phiền não nữa. Thành ra bởi vì tôi cứu tế thực tế như vậy. Phải đem cái cán bộ mình đến trong sống với cái người dân dùng đó thực tế, sinh hoạt với họ, đem niềm tin cho họ, đem cái niềm vui là vào lòng người, chứ không phải chỉ là phương tiện là 5-3 ngàn bạc rồi dạy cái thấy làm nó tôi giống như là làm hình thức thôi. Mà rồi mà anh ở bên Mỹ này có ai có hội đoàn nào hoặc là cá nhiều khi cá nhân đó, có được vài ngàn bạc chạy Việt Nam cái nhà chùa nào hay hội đoàn nó mua vài cái thùng mì hay là gì đó rồi đem đi vòng rồi đem rồi gì, như vậy là sống. Thầy nói không sống bao giờ, không bao giờ sống. Thầy nói phải quốc tế cũng phải có cái tổ chức đàng hoàng, chứ không phải là mạnh ai đấy làm, không có đoàn kết, không ai là không ai đoàn kết để làm cái việc lớn đó. Mà lẻ tẻ làm chuyện không có thực tế gì hết. Rồi, đây, Ngài Ứng Thuận giảng tiếp. Thức ăn uống chỉ là sự cứu tế tạm thời. Dĩ nhiên rồi, như ăn, sáng ăn trưa đói, trưa ăn chiều đói, chiều ăn mai đói. Chứ không giờ ăn mình nó no luôn đó đâu giờ, phải không? Ngay bên cực lạc cũng vậy. Phải mỗi ngày phải ăn chứ không thể nào một ngày nhịn được. Cực lạc còn phải vậy mà, phải không? Nhưng mà đó chỉ là nói như vậy có nghĩa là chỉ là dùng cái danh từ để cho người ta của thế gian, để cho người ta mường tượng có cái gì thực tế để người ta tin thôi. Chứ cái cõi cực lạc thực sự không phải là như vậy. Nhưng mà nếu nói cao siêu thì là những người bình dân hay những người mà họ dễ tin đó, họ nghe họ tự nhiên họ thất vọng bởi vì nó cao quá. Thành ra các tổ hay là các thầy đem xuống cho nó thì dễ dàng dùng những cái danh từ cụ thể thế gian. Chứ cõi A-di-đà là cõi Phật, mà cõi Phật đó là không có cách nào dùng danh từ của người thế gian mà diễn tả được. Cái danh từ mình dùng mỗi ngày đấy chỉ là phản ảnh những cái gì mình thấy được, nghe được, mình diễn tả lại bằng những ngôn từ rất là hạn hẹp. Trong khi những cái cõi Phật đi diệu trang nghiêm nó là sao mà mình diễn tả được. Thành ra bây giờ phải dùng những cái gì mình có thể mường tượng được mà diễn tả thôi. Chứ cực lạc thực sự không phải là như trong kinh nói lầu vàng, đức rồi lầu vàng, rồi điện ngọc này nọ hay là cái gì đó. Nhưng mà nếu không nói gì sao mình mường tượng rồi sao mình mới khởi tâm ham thích được. Ai cũng thích vàng ngọc, ai cũng thích ăn ngon mặc đẹp, ai cũng thích sống lâu không già không chết. Thì bây giờ phải dùng những danh từ đó để dẫn dụ người ta, dụ dẫn người ta vô thì mới vừa nói kỳ rồi. Tức là tiên dĩ dục câu khiên, tức là đem dục cái gì nó ham thích cho nó thích rồi mới dẫn nó vô Phật đạo. Rồi sau đó bắt đầu giảng những môn pháp môn cao hơn
cho nó hiểu rõ, hiểu không? Thành ra đạo Phật không phải chỉ nông cạn như vậy đâu. Nhưng mà thôi thì bây giờ tùy cái căn cơ chúng sinh, nhất là đời mạt pháp này, chúng sinh không có duyên chứ thâm sâu với Phật pháp, bây giờ giảng những cái gì quá thâm sâu thì là họ càng không hiểu, họ càng không hiểu thì họ càng mất tín tâm, giống như thầy đi giảng cũng vậy, không có tính chúng một được mấy người, bởi vì thầy luôn thầy đi sâu vấn đề mà họ nghe họ không hiểu. Thành ra có một số pháp sư trẻ họ biết cái tâm lý của quần chúng, họ mới dùng những đề tài thực tế này nọ để dẫn cho quần chúng đông đảo đến để cho họ gieo duy Phật pháp, thì đó cũng là phương tiện để độ sinh, hiểu không? Bây giờ trở lại, thức ăn uống chỉ là sự cứu tế tạm thời, không phải là biện pháp căn bổn để giải quyết vấn đề. Nếu như một người tư tưởng bất chánh, hành vi phóng đảng, phóng dật, buông lung, không giữ lời hứa thì không có thấp, là thấp tính, nói vậy mà làm khác, ví dụ là không chịu làm việc chánh đáng, khiến cho tài chánh thiếu hụt, sinh hoạt khó khăn, thì sự trợ giúp tài chánh chắc chắn sẽ không thể giải quyết được. Dĩ nhiên là đem tiền cho bao nhiêu thì nó cũng xài hết, nó cũng làm phòng ấy thôi, đâu có biết làm ăn gì đâu, hiểu không? Tối ngày đứng nó ngoài góc đường nó chờ mình đem tiền cứu tế đó. Thì nó tại sao mà nhiều khi mà những cái gia đình mà giàu có mà có những đứa con mà Việt Nam mình, nhất là Việt Nam mình hay chiều con quá nó hư. Chứ người Mỹ họ thực tế. Mà nên nhiều khi mình hồi xưa thì mới qua Mỹ thì thấy lúc đó mới qua Mỹ ở một cái apartment, ở nhà ở một cái nhà đấy, thì mà có bữa sáng thấy một ông Mỹ, ông dẫn đứa con trai của ông khoảng 6 tuổi rồi, dẫn đi đến để bắn báo. Cái nói thầy hoàn toàn ngạc nhiên, thì ông hiểu được cái tập quán của người Mỹ, thì ông nói gì. Nhưng họ đi rồi có thầy nghĩ là một uổng, bởi cái ông này ông thấy cũng ăn mặc sạch sẽ vậy, ông cũng thấy đâu có thấy nghèo đói gì đâu, mà tại sao ông lại dẫn con ông đi bán báo. Mình quen nói như người Việt Nam rồi không, nhưng mà sau này mới nghĩ rằng nó tập cho con nó tự lập. Đứa nhỏ nó từ nhỏ là đã biết cái giá trị của đồng tiền rồi, nó biết cái giá trị của cái sự mà sinh hoạt của đời sống thực tế, chứ nó không có ý lại vào ba má, nó ngồi nó chờ ba má nó phân gia tài nó hưởng. Thành ra sau này dù có ba má hay không ba má, nó vẫn có thể sống được. Nó thành công là do sự huấn luyện nó, đó là cái người nó rất là thực tế, hiểu không? Sau này thì mới hiểu. Chứ còn cứ có gì cũng nghĩa là cơm có sẵn rồi đút cho ăn này nọ, dù như vậy sống xa hoa hưởng thụ không biết gì hết, rồi đến chừng cha mẹ có để gia tài là cũng phá tán, giống như mấy cô chiêu cầu ấm vậy đó, ví dụ như hồi xưa nghe nói vậy đó, công tử Bạc Liêu vậy đó, ví dụ không biết có thiệt hay không, nhưng mà còn nhỏ nghe nói vậy, hiểu không? Thì đây là phải dùng cái phương pháp thực tiễn, thì nó thành ra nó sao. Nếu như trước tiên dùng thức ăn uống khiến cho họ được no đủ, sau đó dạy dỗ họ những chánh hạnh. Chánh hạnh, hạnh tức là hành vi đó, tức là chánh hạnh là những hành vi chính chánh, họ buông lung, nó lo hưởng thụ, nó lười biếng, giờ dạy cho nó thật siêng năng, cho nó đừng có phung phí, ví dụ vậy. Những sự hiểu biết về nghề nghiệp, tức là dạy cho nó nghề nghiệp, nó không biết nghề thì dạy cho nó cái nghề nào nó thích. Có thể cho nó sự lựa chọn, ví dụ nghề sửa xe hay nghề sửa điện tử cái gì đó, cho nó chọn năm ba nghề, ví dụ rồi sau nó định hướng nó thích cái nghề này, vốn liền thì nó có khả năng nó có thể làm được việc đó mà tự mưu sinh. Khiến cho họ cải thiện cuộc sống, tìm nghề nghiệp để tự nuôi sống, thì đây là sự giải quyết tương đối thỏa đáng, đúng không? Bây giờ nó không đỡ, nó không là con còn ăn bám xã hội nữa, nó không còn nữa là
làm hại xã hội, nhưng bây giờ nó thành một phần tử công ích cho xã hội, đóng góp xã hội bằng sức lực của nó, bằng trí tuệ của nó, bằng tài năng của nó. Thế nên nhiều khi mình gặp những cái phần tử mà bê tha đó nhỉ, mình không nên cái là ruồng rễ bạc đãi họ, mình phải cho cơ hội đó, họ làm những cái công ấy để họ cảm thấy hãnh diện trong việc làm của họ. Thì nó đạo Phật đại thừa này rất là thực tế, nó không có phải mà như mình người Việt mình hay người Tàu tưởng tượng đóng cửa tự tu đồ này nọ, rồi xa lánh trần thế này, nó toàn những tư tưởng gì đâu không, toàn những tư tưởng của ngoại đạo, không có ăn nhầm những Phật pháp đó. Có ảnh hưởng bên cái Phật pháp cầu xuất thế ở bên tiểu thừa đấy nè. Nhưng mà thiệt sự bây giờ thầy đã nói là bên tiểu thừa họ cũng không làm gì đâu. Thầy bên thầy qua Tích Lan thì thấy họ mấy thầy cũng đi dạy học, rồi cũng làm cũng đi những công tác xã hội, dẫn dắt những cái đoàn thiện nguyện đi vào làng xóm để mà an ủi chúng sinh, để mà làm những cái công việc để mà gây tin tưởng, tăng trưởng lòng tin của Phật tử đối với đạo pháp. Có lần thì đi với ông sư phụ thầy bên Tích Lan, lúc đó đi vào cái làng, bởi vì là lúc đó là đạo Tinh Lành, họ phát triển mạnh, họ đang đem quần áo rồi ba cái bánh mì thức ăn gì họ vũ khí những người nghèo ở trong những cái làng xóm xa xong, ở trong những vùng quê ở Tích Lan. Thì họ bên Phật giáo cũng gửi những đoàn đó, thì ông thầy sư phụ thầy nói với lại những cái người trong cái nhóm mà thiện nguyện đó, họ nói là quý vị đừng có đổi đạo, chúng tôi không có bỏ quý vị đâu. Vì nó lại đây gây niềm tin cho người ta chứ. Chứ còn cứ chấp tay cầu nguyện rồi đóng cửa tự tu thì làm gì? Thầy nói mình không hiểu được, không hiểu tại sao đạo Phật đi vào con đường như thế này. Lạ lùng, đi ngược cái tinh thần xã hội của Đức Bổn Sư. Đức Bổn Sư cứ là rõ ràng làm cho mình thấy mà. Ngài chăm sóc người bệnh mà. Ngài đến những người nghèo, Ngài an ủi họ mà. Tại sao mình không làm được điều đó? Mình làm những cái gì là mình nói là mình là con Phật. Rồi đó là bây giờ làm cho họ có nghề nghiệp nuôi sống, thì đó là sự dễ tương đối thỏa đáng. Tức là chưa phải cố gắng. Dĩ nhiên nó còn trong phần nhân thiên thôi. Mà phước báo nhân thiên. Bây giờ làm sao? Đạo Phật đâu có ngừng nó được. Nếu mà ngừng nó thì đâu phải đạo Phật nữa. Lúc đó tôi kêu còn là tôi chỉ là tu nhân thiên thừa thôi. Bây giờ phải tiến thêm một bước nữa. Lại còn tiến thêm một bước khiến cho họ tu học Phật Pháp. Trong kho tàng phong phú của Phật Pháp đạt được pháp lạc vô thượng hiếm có trên thế gian. Thì đây là sự cứu tế rốt ráo. Phải đi vào con đường Phật Pháp. Phật Pháp có vô lượng pháp môn. Còn nếu mà học một pháp môn rồi cho đó là tất cả thì đó là chuyện khác. Tại nên nếu vì học từng vài bộ kinh hay là còn tin một cái tông phái nào đó, rồi vì có bài bác tất cả cho là tất cả đều là không phải Phật nói nhờ, thì đó là tại quý vị tự mình hạn hẹp chính mình thôi nhờ. Tính mà mình không hiểu Phật Pháp nói cái gì, không biết Đức Phật là Phật thuyết là cái gì đó. Rồi tự mình nghĩa là tưởng tượng ra cái gì đó rồi mình cho là mình cái của mình biết là vậy là hết, là đủ rồi. Rồi tất cả những cái khác đều không phải Phật nói, thì chúng ta tự mình nghĩ vậy thôi. Đúng hay không, nó chuyện khác. Người xưa nói cơm áo đầy đủ, sau đó mới biết lễ nghĩa. Thầy nên mà nói là thưa bà ngoại, thầy hay dùng hai sổ nho, thấy không? Bà nói cũng đúng, phú quý sinh lễ nghĩa. Có phú quý rồi đó, thấy không? Thì mới nghĩ đến lễ nghĩa. Còn ăn cộp, còn nghèo đó thì biết đi ăn viết ăn cộp, trộm ăn cắp, làm sao biết sao no bụng thôi, chứ còn đâu biết lễ nghĩa là cái gì. Nhưng mà cái đấy đã đầy đủ rồi thì biết, à đây, nghiền ra vân vân vân, tiên học lễ hậu học gì đó. Rồi tiên học lễ hậu học văn với hàng cái vụ vậy. Đức Như Lai Dược Sư đối diện với vấn đề hiện thực rất là thực tế. Mình thấy trong các vị Phật mà mình biết được, Đức Dược Sư rõ ràng là
là thực tế thì nó tại sao pháp môn dược sư là pháp môn bổ túc cho pháp môn A Di Đà. Mình thấy tại sao mà sau khi đã có pháp môn tịnh độ A Di Đà rồi mà ngài Văn Thù Sư Lợi vẫn còn hỏi thêm một pháp môn khác để cho những người trong đời tưởng pháp về sau được a được nó là nhiều lợi ích thực tế, nhiều lợi ích thực tế, tức là cái pháp môn A Di Đà nó còn thiếu vấn đề thực tế. Còn dĩ như quý vị tu pháp môn nào thì quý vị cứ khen pháp môn mình là số đệ nhất này nọ, thì đó là cái đó là cái đầu óc nó là gọi là tôn phái, tông phái. Tu thiền thì cho thiền là đệ nhất, tu tịnh độ cho tịnh độ đệ nhất, rồi bên pháp tướng cho pháp tướng đệ nhất, rồi bên trung quan cho trung quan đệ nhất, ví dụ vậy. Rồi mật tâm cũng cho mật tâm đệ nhất, thì ai cũng đệ nhất đó, ai cũng đệ nhất. Cho nên đã phát nguyện này, trước tiên dùng thực vị, tức là mùi vị của thức ăn, sau đó dùng pháp vị, tức là mùi vị của Phật Pháp. Từ thực vị, ăn uống no đủ, và pháp vị, nghe pháp. Cái này nhiều khi cũng không có làm cũng không xong. Ví dụ như có nhiều chùa, hồi xưa thầy ở chùa Tàu thôi mà. Đi qua từng thầy làng New Zealand thì có một tù ni, họ cũng làm theo tinh thần dược sư nè, nghe không? Tức là trước khi thay vì thường thường mình giảng pháp xong rồi mình mới cho ta ăn thì không, họ cũng nghĩ được cái tinh thần này, tức là trước kia cho ăn rồi sau đó mới cho giảng pháp. Tôi nghĩ là họ ăn cơm xong no đủ rồi thì họ ngồi là họ nghe pháp không. Lúc mà giờ ăn đó, rồi 400-500 người vô không hết là đầy nít, chật nít. Phòng ăn là không có chỗ mà ngồi, giờ chen phải đứng nữa. Ăn xong lần sau, chạy đi mất tiêu hết. Tính chừng giờ nghe pháp, chỉ còn lại 20-30 người. Cũng còn may đó, còn được 20-30 người, họ đi về hết thì sao. Thành ra, đôi khi mình áp dụng vào trong cái nguyên tắc này thì đúng, nhưng mà cái đối tượng không đúng, thì chúng sinh này ngộ thiệt, ngộ thiệt. Cho nên rồi một lần thầy ở bên một cái tinh xá ở bên cũng của người Hoa ở bên New York, thì ở cái chùa đó trên họ với ở dưới hầm á, cái basement á, họ có làm cái nhà hàng chay, giá không phải chăng thôi, không có gì mắc lắm. Hình như ba đồng hay như hồi xưa cái đi mấy chục năm ba đồng một bữa ăn gì đó. Thì mày ngày thường thì mà mở nhà hàng mở cửa đó thì chừng đeo qua chừng 20-30 người tới thôi, nghe không, 20-30 người tới. Nhưng có lâu lâu hòa thượng trụ trì đó mở này cái là cho ăn miễn phí. Thì không biết đâu bà con đâu nghe tin, trời, 300-400 người tới. Nghĩa là vô trang, nghĩa là đi vô, nghĩa là không kịp mà, nghĩa là xúc đột, nghĩa là xúc ba, mười mấy người mà không kịp phục vụ cho. Thầy nói chúng sinh nó làm sao? Cái gì cũng thích miễn phí mà ăn xong thì đi mất. Chẳng biết Phật Pháp là cái gì, không biết Phật Pháp là cái gì. Đi vô nhà hàng, đi vô chùa thấy tượng Phật nói lơ, coi như không biết là ai, đi xong xong vô nhà ăn rồi xảy xong, ăn xong gạt bỏ đi ra xong, cũng chẳng biết ông Phật, ông trụ trì hay là ông thầy nào vậy. Cũng không chào, nhưng mà thôi cũng được đi, cũng một phương cái một cái phương tiện để cho họ thiếu nợ tam bảo. Còn sao họ thiếu nợ tam bảo thì họ phải trả thôi à. Mà nếu mà họ không chịu tu thì có thể họ là sao họ phải làm tá điền hay là cái gì đó, làm công không cho chùa thế nào không biết được. Nhưng mà thôi thì từ từ họ, nếu mà họ được thân gần Phật Pháp thì từ từ họ không tiêm nhiễm được, thì cái đó cũng là một cái tiêm dĩ dục câu khiên hậu linh nhập Phật đạo. Có thể nó hơi khó một chút, nhưng mà các vị đó họ cũng có những phương tiện để dẫn dụ chúng sinh.
Rồi, có người cho rằng Phật Pháp là Pháp xuất thế gian, không quan tâm vấn đề thực tế của loài người. Cái này là họ, bởi vì họ nói, nhiều người họ ghét Đạo Phật là vậy. Họ cho là Đạo Phật chán đời, bởi vì sao cứ nghe nói Phật nói đời là khổ. Phật đâu nói đời là khổ đâu. Phật đâu nói đời là khổ, Phật nói quán khổ đế. Nói đời là khổ là than vang. Còn nó quán khổ đế là dùng trí tuệ để quán sát. Hai cái khác nhau. Phật công nhận rằng không phải đời có chỉ khổ không, mà có lạc nữa. Phật công nhận có khổ và có lạc. Chứ không phải vấn đề đời chỉ là khổ không, không bao giờ. Thành ra mình nói, mình giả sử nó đời khổ không, cái là tại vì chán đời thôi hả? Chứ thật quý vị cũng đang hưởng lạc hết chứ. Phải không? Ví dụ đang đó mà ăn được một bữa cơm nếu no nê, lạc hơn, lạc chứ. Đang mệt mỏi mà nằm lên giường ngủ một giấc khỏe khoắn, lạc không? Sao không lạc? Thì nó đừng bao giờ tựa lừa, dùng những danh từ lừa dối chính mình. Nhưng mà tại vì Đức Phật nói nó không hoàn, nó không phải là cứu cánh lạc. Cái lạc nó có nhưng nó tạm thời, nó vô thường. Mà nó vô thường là nó khổ thôi à. Khổ tức là vô thường, chứ không phải khổ là đau khổ. Đau khổ là một hình thức của khổ, nhưng mà vô thường nó mới là cái đó mới đưa đến khổ. Đang lạc đó mà ngày mai không còn lạc, nó tự nhiên mình thấy khổ. Chứ không phải lúc nào ta có kẹp vô cái, lấy bàn kẹp vô cái lỗ mũi mình, cái đó là khổ, cái đó khác, cái đó là khổ khổ. Thấy không? Cõi trời cũng là lạc vậy. Nhưng mà tại sao Đức Phật không kêu mình lên cõi trời, là bởi vì mốt mà hết phước mình xuống, rớt xuống là thành lúc đó mình mới thấy khổ. Hiểu không? Phật ra mình phải nhấn mạnh Đạo Phật không phải là nói chán đời, không có nói đời là khổ, không phải là chán đời, mà thực tế là nhìn thấy được sự khổ để chi, để làm cho mình bớt khổ và chúng sinh bớt khổ, gọi là hết khổ. Thành ra ở đây nói là có người nói rằng Đạo Phật là Pháp xuất thế gian. Đạo Phật không phải là hoàn toàn xuất thế gian. Đạo Phật đâu có nói là Đạo Phật là hoàn toàn xuất thế gian. Nhấn mạnh đến xuất thế gian, nhưng mà Đạo Phật vẫn là Đạo Thế Gian chứ. Nên tại nếu không nói Đạo Thế Gian là sao có nhân thừa, thiên thừa. Tại sao nói mình tu thập thiện? Phải không? Đây quả thực là một sự sai lầm. Thế là Đức Phật, Ngài ứng thuận nói với người mà nói là Đạo Phật là xuất thế gian, không có quan tâm đến vấn đề thực tế của loài người, thì đó là một điều rất là sai lầm. Mà bây giờ hiện giờ rất nhiều người cũng vẫn quan niệm như vậy. Thế nên nếu hỏi thì nói tu Đạo Phật là bỏ hết, không có quan tâm đến cuộc đời. Tôi biết Nam Mô A Di Đà Phật, tôi chỉ biết là ngồi thiền, đóng cửa rồi tự tu, rồi ai làm tôi không để ý. Xả bỏ tất cả, xả bỏ tất cả là xả cái gì? Xả bỏ làm sao? Là quăng hết, có thiệt không? Thầy thấy không có điều này nữa. Xả bỏ là làm sao? Là không chấp vào nó thôi. Tức là vẫn hưởng thụ, vẫn làm tất cả những công hạnh mình làm mỗi ngày, vẫn ăn, vẫn uống, vẫn đi xe, vẫn làm tất cả những gì mình đi làm. Ở trong hãng mình vẫn đi làm ở trong hãng. Mình đang có vợ con, mình phải nuôi vợ con, mình phải vẫn làm như thường bổn, vẫn người cha, người mẹ, vẫn phải được tròn đủ. Phải có con, phải giáo dục cho con, làm sao cho nó no ấm, mốt lo cho một tương lai nó trở thành người tốt trong xã hội. Quăng con mình vô thùng rác sao? Vậy là xả bỏ sao? Không có trách nhiệm như để nó trở thành cao bồ du đảng, vậy là xả bỏ nó hả? Tức là mình ở trong cái thế gian mà mình không chấp gì nó. Mình biết là vô thường. Mình rất là thương con mình. Mình lo cho nó tận tụy. Mình làm tất cả công hạnh của người cha, người mẹ, mong cho nó trở thành một công dân tốt, đóng góp cho xã hội. Nhưng giả sử ngày mai vô thường bệnh nó, cái nào mai nó chết thì mình biết rằng đó là vô thường. Mình sẽ không khổ như những người không biết cái luật vô thường. Mình vẫn khổ nhưng mà mình ít khổ hơn. Mình biết nó đơn, cái gì có gì nó đến thì nó sẽ đi thôi à. Cái đó là hiểu được sự khổ là như vậy. Chứ không phải nói không xuống cái sự khổ là chán đời hay là xuất thế gian hoàn toàn không quan tâm gì đến thế gian, cái này không phải.
cái nhìn một cái, bởi vì mình nhìn phần đạo Phật phiến diện, mình nhìn chỉ một bên, mình cho là mình nói là như vậy là đúng, là đúng, là đúng, rồi súng nhau nghĩa là hồ hở chạy đi chỗ khác, bỏ mặc loài người ở đây. Thành nó biến biến thành một cái cực đoan, một cái là cực đoan là thể hả, không là chê và tiểu thừa này nọ, là ích kỷ này nọ. Còn không khi mình đại thừa mình nhiều kỷ lắm sao? Phật Pháp chú trọng đến đời sống an vui thực tế của loài người. Chứ nếu mà Đức Phật thấy một tỳ kheo bệnh, đang nằm rên xiết, rồi sao Đức Phật vào đó, Đức Phật tự tay tắm rửa, làm gì cho ông đó để ông bớt đau khổ, bớt bệnh. Đức Phật nói, không giờ con niệm A-di-đà đi giảng sanh đi, đâu có đâu. Hay là bây giờ con ráng tác quá người thường đi, con chết liền đi. Đâu có đâu. Đức Phật cũng biết là nằm vơi nỗi khổ chúng sinh một cách thực tế chứ. Mà tại sao mình không học những cái đó? Sao kỳ vậy? Mình nhìn cái gì? Mình nhìn Đức Phật như thế nào? Đến nỗi mình một người già, Đức Phật 80 tuổi lúc mà đi từ không Thuần Đà cho đến Sa La Sông Thọ trên đường hai thầy trò, chỉ có Đức Phật và A Nan. Mà Đức Phật lúc đó ăn xong cái món ăn của Thuần Đà, không biết là nấm rừng hay thịt heo gì đó, mà ngài bị thổ tả, mà đi lê lết đi một đoạn đường phải ngồi lại nghỉ này nọ. Một sức lực của lúc đó mà 80 tuổi, dĩ nhiên là ở Đức Phật là quá thọ rồi, đi mà hào hở mà thở không được, mà đến rừng Sa La nằm xuống đó mà vẫn còn ưu ái, vẫn còn quan hoài đến những đệ tử còn lại, còn dạy những lời dạy, cuối cùng còn đổ thêm được một người ông Tu Bạc A La thành được chức A La Hán này. Tức là cái lòng tha thiết đối với lại đệ tử, đối với chúng sinh, đối với loài người, đối với nhân thiên này, nếu mà tha thiết khoan hoài biết bao nhiêu, tại sao nó Đức Phật là một đạo chẳng đời. Chúng ta đọc Bổn Nguyện Phật Dược Sư thì có thể biết được điều này. Không có cái gì thực tế hơn 12 lời nguyện của Đức Dược Sư. Không có một cái nguyện nào 12 nguyện này, nếu mà nói về phương trình thực tế là thù thắng hơn 48 nguyện của Đức Phật gì nào, rất là lớn, rất là xa, rất là xa. Thế nào, Ngài Ứng Thuận nói này, lý do Phật giáo Trung Quốc bị suy vi, bị xuống dốc đó, là vì xem nhẹ sự cứu tế của pháp môn dược sư, mà quá chú trọng đến sự an lạc đời sâu và phương diện xuất thế. Thế là quên hẳn tinh thần dược sư, mà chỉ lo đời sau hưởng an lạc ở cậu A Di Đà đi con. Về nó hưởng nhà lầu xe hơi, nhà hồng nghe là điện ngọc đều đồng vàng, hoặc là vô trốn trốn vô rừng lên núi. Thật sự là vấn đề mà Phật Pháp bên Tàu bị suy nghĩ rất là nhiều lý do, thấy không? Nhưng mà đi lạc tinh thần của Đại Thừa, hoặc họ đi thuyết kinh thì họ nói rất là huyền diệu, nhưng họ nói trụng bắt đầu biến thành trừu tượng, nói lý thuyết rất là trừu tượng, rất là cao siêu. Thành nó quên hẳn cái mặt thực tế của Đạo Phật là đem sự an lạc thực tế cho thế gian này, chứ không phải ngồi đó tưởng tượng. Tưởng tượng cảnh giới liền đô giá na, tưởng tượng cảnh giới cực lạc, tưởng tượng cực thế giới này, thế giới kia, rồi quên đi đời sống thực tế, chúng sinh đau khổ, chúng sinh này nọ. Thành ra tại sao nhà Nho họ khinh Đạo Phật là vậy? Họ thấy Đạo Phật không thực tế. Đạo Phật không thực tế. Đạo Phật nói miệng thôi mà không làm được gì cho chúng sinh. Lúc nào cũng nói ở phổ độ chúng sinh, lúc nào cũng nói tinh thần Bồ Tát hạnh, Bồ Tát đạo, các đầu mắt tủy não hy sinh này nọ, nhưng thành thực tế không làm được gì cho người đó, người nghèo, người bệnh. Hồi nào thì có kể câu chuyện này là Ngài Ứng Thuận có kể lại là năm 1938, lúc Ngài ở trên núi, ở trong cái am, ở
trên núi thì có một cái cư sĩ, một đại cư sĩ của Phật giáo, tên gì thì không quên rồi, đọc nhiều quá rồi thầy không nhớ tên giỏi, mới đến tìm. Bởi vì lúc đó là ngày Ấn Thuận bắt đầu nổi tiếng rồi, thì mới lên tìm ngài Ấn Thuận để mà tâm sự. Mà vị cư sĩ đó là vị kinh đại, đại cư sĩ, tức là tinh thông Phật pháp vô cùng, hiểu không? Mà thường thường viết bài binh nhật Phật pháp khủng khiếp. Nhưng mà lúc đó năm 1938, tức là sau khi nước Nhật tấn công nước Tàu đó, địch chiếm cái ở trên miền Hóa Bắc đó, thì cái ông cư sĩ đó ông mới lên trên núi, ông tìm ngài Ấn Thuận, ông nói: à, thưa thầy, con không theo đạo Phật nữa, con bây giờ từ ngày hôm nay con không theo đạo Phật nữa. Cái ngài Ấn Thuận ngạc nhiên vô cùng, nếu như xét đánh vô tai với vị cư sĩ mà xưa nay kiên thành với Phật pháp, cúng dường hậu thủy mà gần như là mà thông, cái là thông kinh điển rồi nọ, mà giảng kinh thuyết pháp cũng giỏi vô cùng, mà tại sao ông lại nói không kỳ cục vậy? Nó không có tại sao vậy, lý do gì mà, lý do gì mà cư sĩ mà để bỏ đạo Phật như vậy? Ông nói là thử thời, thử địa, thử nhân. Ở thời đại này, ở đất nước này, ở nhân vật này, đất nước đang lâm nguy, khốn đốn, chúng sinh nghèo khổ, quốc gia loạn lạc, mà đạo Phật các ông chỉ ngồi trên núi đây, ngồi trong am đây, và nói chuyện trên trời như đó. Bao nhiêu người ở dưới, trong những cảnh khổ đó, bị bức bách đó, bị đói khát đó, bị bệnh hoạn đó, không ai cứu giúp hết. Như vậy tôi còn tin hay sao? Tôi còn tin được cái đạo này hay sao? Ồ, ngạc nhiên vô cùng. Đại thừa Phật pháp mà, phổ độ chúng sinh, sẵn sàng hy sinh đầu mắt tỷ não, thì rốt cuộc không làm được gì thực tế cho xã hội nhân sinh. Thì cái người cư sĩ đó họ thấy đạo nho rõ ràng thực tế hơn. Thành ra mình thấy cái gì cũng vậy, một cái tôn giáo mà nó đứng ở ngoài lề xã hội, nó không ăn nhầm gì với cái, với lại cái thực tế quần chúng, thì cái tôn giáo đó thì cái duy cũng kể như dư thừa, nó không nhầm gì, không cái cần đến nó, như liều thuốc an thần nhé. Nhưng bây giờ đến cái trình độ đó thì an thần cũng an không nổi, quốc gia lâm nguy, thất phu hữu trách. Bây giờ mình nói cho cao xíu mình không làm được gì. Thì nó tại sao mà pháp môn dược sư này trở thành một pháp môn đó là đại diện Phật giáo đại thừa, chứ không phải cầu sanh tịnh độ, không phải cầu sanh tịnh độ. Trong thời đại này chúng sinh đang đau khổ, coronavirus đủ thứ chuyện đây, đói khát, ngô sinh bị lâm nguy đây, rồi súng nhau bỏ chạy này, cái gì cái là gì, đại rút lui Bồ Tát là kỳ này, nghĩa là cũng như là, nghĩa là bỏ đất mà chạy sao? Rồi thằng đó, thành ra là đạo Phật tại sao mà bị người nho họ xem thường là vậy? Cho nên là ngài thuộc mới nói tiếp nè. Cho nên từ nay về sau, hàng đệ tử của Phật, tức là hàng đệ tử đại thừa của Phật, phải nên tăng gia nỗ lực phát huy tinh thần của Phật dược sư. Bởi vì nên mình học tinh thần dược sư, chứ không phải mình cầu nguyện thắp 49 ngọn đèn, tụng 49 bộ kinh, không phải vậy. Nếu mà chỉ ngừng ở đó thì nó trở thành thần giáo huyền bí,
Em tưởng tượng một nhân vật nào đó ngồi trên kia rồi nghĩa là phóng qua này nọ, rồi dưới đây nghĩa là mình xì sụp lễ bái cũng tiếp tục cầu này cầu nọ. Phải nên tăng gia sự vận động cứu tế xã hội, đó là phải vậy. Engage Buddhism, engage tức là tham gia vào trong cái thực tế, nên là gắn, nghĩa là dính liền vào trong cái một cái thực thể nào đó, mình kêu engage gì đó. Còn mình disengage tức là mình bứt nó ra, mình tách rời nó ra. Tạo Phật là đạo tham gia vào cái sự mà an lạc cái xã hội. Đức Như Lai Dược Sư trong lúc tu nhân địa đã phát nguyện lớn này, đối với chúng ta đây quả là một sự khải thị có ý nghĩa nhất. Tức là Đức Dược Sư xác nhận là ý nghĩa thực sự của Phật Pháp Đại Thừa là cứu độ chúng sinh một cách rất là thực tế, đi từ cái thực tế nhất mới dẫn họ từ từ đi vào con đường cứu cánh giải thoát, chứ không phải hứa hẹn ngày mai. Hứa, nếu mà hứa thì ai cũng thể hứa được, nhưng mà làm được thực tế trước mặt thì không mấy người làm hết. Chính thầy đây, thầy cũng chỉ vận động cho quý vị Phật tử tại gia, bởi vì cái người xuất gia này khi mà mang cái hình tướng thanh văn này rồi đó thì muốn làm cái gì cũng không có thể làm được hết. Đi ra làm cứu tế xã hội cũng bị mang tiếng, bị dư luận này nọ, muốn làm cũng không làm được nhiều. Thì nó tại sao trong cái Đức Phật nói trong cái kinh U Bà Tát Giới Kinh, thực sự là người tại gia có quan kinh, cái vai trò của họ rất là quan trọng trong Phật Pháp Đại Thừa. Đừng nói Phật có Đại Thừa mà nghe cái bên Phật giáo bên Tiểu Thừa cũng vậy, không, mình không có thể chèn ép họ được, phải để cho họ phát huy, để cho họ đóng góp tích cực cho nhân sinh. Đi ngoài kia làm công tác xã hội tức là đang tu lục độ ba la mật, không có gì là không tu. Chứ không phải là vô chùa niệm Phật rồi nói là cái này nọ, rồi tụng kinh cho nên giỏi, hay là đi đường ngõ cho là lã lướt này nọ, hay là thuộc về bộ kinh, hay thuộc về bộ chú này nọ. Có thì cái đó thì dĩ nhiên là thầy cũng chỉ là đó ý kiến của mình thôi. Dĩ nhiên là một mình thầy thì cũng không làm được cái gì, bởi vì cái guồng máy nó đã chạy như vậy rồi, thì một vài tiếng vang trong sao mạc yếu ớt như vậy thì chắc cũng không thay đổi được cái gì. Nhưng mà nếu mà ai có duyên nghe được, hiểu được thì bắt đầu phát cái tâm đi đường hướng khác, đạo pháp Bồ Đề Tâm, học Bồ Tát Giới rằng là nhất là phải học bộ Du Già Bồ Tát Giới để mà thấy rõ ràng những hành động thực tế của chư Phật Bồ Tát, rồi sống được bao nhiêu đó với tinh thần đó, làm được cái gì đó cho Phật Pháp, cho chúng sinh thì tận lực mà làm. Chứ còn cái guồng máy này nó đi như vậy, nó sẽ tiếp tục đi như vậy, không ai lại chuyển được nữa, hiểu không? Bây giờ thí dụ là thấy ai cũng hùng hục chạy theo cầu giảng sinh từ cực nạn, cái điều đó không phải xấu. Nhưng mà cái đó nó không phải là vấn đề để giải quyết, không phải là cái chân diện mục, cái tinh thần thực tế của Phật Pháp Đại Thừa. Mình phải trở lại là mình nói là đạo Phật là cái đạo rất là thực tế và rất là quan hoài đến chúng sinh ở đời hiện tại này. Cơm họ đói cho họ ăn, họ thiếu quần áo cho họ mặc, họ bệnh cho họ thuốc, vân vân, đó là tinh thần thực tế. Chứ không phải chỉ cầu nguyện, chỉ hộ niệm hay là gì đó không có. Như thôi thì đại khái thì cái đạo Phật nó đã vận hành như vậy cũng khá lâu rồi, thì cái gì cũng nó theo cái thói quen thôi. Thì ai tin cái gì thì cứ tin, tu thôi, cứ mình cứ tu. Nhưng mà đôi khi nghe được một vài câu thì có thể cho mình khởi động một cái ý thức nào khác, để sau này trong đời vị lai mình có thể phát nguyện lại để mình tu tập thì đạo Phật. Rồi thì cho đến đây đi ha. Bởi vì còn mình còn một nguyện cuối cùng là nguyện thứ 12 thì để kỳ tới thầy giảng tiếp, nếu không chạy lỡ dở rồi đỡ chừng rồi bỏ rồi cứ phân nửa hoài nó không hết cái ý kiến, hết cái ý. Thì
Thì hôm nay là ngày thầy lập lại là ngày của cha, không biết bên Việt Nam có mừng ngày cha của cha, thầy không biết, nhưng bên Mỹ thì là Father Day. Thì thầy cầu chúc chung với các ông cha và lớn gửi các bà mẹ nữa, dĩ nhiên là bà mẹ nhiều khi vừa là mẹ mà vừa là cha, hiểu không? Một mình không, một mình mà lo hết thì cũng là cha luôn chứ gì. Thì một ngày vui vẻ, ít nhiều nghe được thầy giảng chút đỉnh này thì có niềm chút đỉnh pháp hiểm và xin hồi hướng nguồn đức đó cho đời sau. Như thầy để trong cái Facebook đó là nếu mà ai chưa về cực lạc thì hẹn gặp lại ở Hồ Long Hoa của người Di Lặc, đều được ngài, đồng được ngài Di Lặc thọ ký, cùng nhau làm pháp lửa tu tập Bồ Tát hạnh, cùng tận vị lại tế địa ngục vì không thể bất thành Phật, chúng sinh được tận phương chứng Bồ Đề. Hoặc là giống như ngài A Nan nói, Phật thỉnh Thế Tôn vị chứng minh ngũ trược ác thế thể tiên nhập, như nhất chúng sinh vị thành Phật, chung bất ư thử thủ nề ngoài. Mình hướng công đức, nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều có thành Phật. A Di Đà Phật. Cảm ơn tất cả quý vị Phật tử đang nghe pháp hoàn toàn.